Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn mua điện thoại và rất vui khi chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số tư vấn tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đẳng Đô. Anh ơi, tư vấn cho em là trong tay có tầm 4 triệu mua điện thoại nào trên viên mượt pin trâu xài trong vòng 2 năm, anh tư vấn em với. Thì chia làm hai phân khúc đi, nếu như em mua được hàng xách tay thì chắc chắn có thể xài được 3 năm luôn. Chính là chiếc Redmi Note 8 Pro. Cấu hình của con Redmi Note 8 Pro thì dư sức để mà chúng ta xài mượt trong 2 năm, bước qua năm thứ 3. Với con chip gaming là Helio G90T, 6GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, pin lớn 4005, có tản nhiệt chất lỏng, sạc Quick Charge 3 thông qua cổng Type-C, camera bốn ống kính 64 chấm này, thiết kế hai mặt kính cường lực. Còn đối với lại là phân khúc hàng chính hãng thì trong tầm giá này sẽ mua được Vsmart Lite phiên bản 664 đó, hoặc là con Realme 3 Pro phiên bản 6128. Thì hai chiếc máy này thì cũng có thể là xài tốt trong vòng 2 năm. Với con là 710 và Snapdragon 675. Đều có màn hình Full HD Plus, pin lớn, có sạc nhanh, camera chụp tốt. Câu hỏi đến từ bạn đó chính là Thanh Tâm. Anh ơi, em có tầm 4 triệu đồng nhu cầu chụp hình đẹp, chơi game pin trâu, lựa chọn con nào ngon nhất? Redmi Note 8 Pro sẽ là phân khúc sạc tay rồi. Camera hay là về cái mặt gọi là gaming và cái mặt pin trâu thì hầu như nó là một cái chiếc máy toàn diện nhất. Ngoài ra thì nếu như em muốn tiết kiệm tiền hơn, có thể lấy con Realme Q trong tầm giá khoảng là 3,3 đến 3,5 thì cũng sẽ có là pin ổn này, camera chụp rất tốt nha, bao gồm cả camera selfie, và sẽ có là khả năng chiến game ổn và có sạc nhanh VOOC 3.0 thông qua cổng Type-C. Nói chung là một trong hai con này, tiết kiệm thì Q, còn nếu như muốn gọi là ấy được thì lấy con Redmi Note 8 Pro. Câu hỏi đến từ bạn Khánh TV, Realme X2 Pro và K30 Pro, cam con nào ngon hơn và theo anh hai con này sắp tới có giảm giá không? Hỏi nhiều lần rồi, mong anh tư vấn. Chắc chắn điện thoại thì nó sẽ là ngày càng giảm giá thôi, đặc biệt là những cái chiếc máy thuộc phân khúc xách tay mà đến từ những cái thương hiệu Trung Quốc như kiểu là Realme, Redmi, Vivo thì chắc chắn là càng ngày nó càng giảm giá, càng chơi thì nó sẽ càng giảm giá. Bây giờ thì hai chiếc máy này thực ra nó đang còn tăng giá nhẹ đấy, bởi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng mà nếu như chúng ta chờ qua dịch ấy, thì chắc chắn mức giá nó sẽ là tốt trở lại rất nhiều. X2 Pro thì mức giá kịch sàn của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 6,5 đến 7 triệu đồng. Còn K30 Pro thì nó cũng sẽ là ở phân khúc tương đương. Thì K30 Pro thì chúng ta cứ tính nó như kiểu là K20 Pro hồi năm ngoái, thì đã có thời điểm nó bán trong tầm từ 6 đến 7 là kịch sàn hết hàng. Thì K30 Pro thì nó cũng sẽ như vậy mà thôi. Câu hỏi đến từ bạn đó chính là Huy Khương. Anh ơi, em định mua A71 hiện giờ với giá đang sale, nhưng liệu em có nên đợi khi Samsung ra điện thoại mới thì giá nó sẽ ngon hơn không? Thông tin anh được biết thì sắp tới có thể họ sẽ ra con A72 có camera chống rung quang học này, rồi là có gọi là kết nối mạng 5G. Nhưng chắc chắn đối với truyền thống của Samsung thì mức giá ban đầu của nó cũng sẽ cao và chúng ta chờ nó giảm giá cũng sẽ rất lâu. Cho nên là với trường hợp này anh nghĩ để mà hợp lý nhất thì em nên mua, nếu buộc phải mua A71 nên mua hàng Line New. Nó bán trong tầm khoảng là chưa đến 7 triệu đồng. Line New thì nó cũng mới, gọi là 99%, nó cũng như mới, có bảo hành lâu dài, chất lượng thì như ấy, và mức giá rẻ như vậy thì chúng ta mua cũng đỡ tiếc tiền. Còn nếu như mua nó trong tầm khoảng là 9 triệu đồng, nếu như đang bán tại các đại lý, không nên mua một chút nào, cao quá. Và lúc đó thì chúng ta một là chờ A72 ra mắt, và hai là mua Note 10 Lite. Con này thì nó sẽ là cao cấp hơn so với lại là cái con A71, thì sẽ hợp lý hơn, dùng lâu dài hơn, cam đồ các thứ thì nó sẽ là tốt hơn. Câu hỏi đến từ bạn anh Thư Lê. Anh ơi, mong anh tư vấn, anh nghĩ có nên mua Redmi Note 9 Pro hay là mua Redmi Note 9S ở Thế Giới Di Động? Mong anh trả lời, chúc kênh đạt được 100.000 sub. Cá nhân anh, nếu như muốn lời tiền nhất, Redmi Note 9S không nên mua tại Thế Giới Di Động, bởi vì tại đó thì họ đang bán bản 6128 giá rất cao, 6 triệu đồng. Và nếu như buộc em phải là mua tại đấy thì với mức giá đó thì ráng mà mua hẳn đi Redmi Note 9 Pro, hoặc là canh sale thì mức giá nó cũng xem tầm 6 triệu đồng mà thôi. Thì Redmi Note 9 Pro thì nó nâng cấp hơn về cái công suất sạc nhanh này, từ 22,5 lên 33W này, rồi từ 4 ống kính 48 lên là 4 ống kính 64 này, cái phần mềm nó tối ưu ngon hơn này, rồi là đó. Còn nếu em đã xác định mua Redmi Note 9S, trừ khi em muốn tiết kiệm phải nói là tối đa, bởi vì Redmi Note 9S nếu như em canh sale á, mua đôi khi tầm khoảng 4,3 đến 4,5 tại những cái gian hàng chính chủ của Xiaomi, trên Tiki, Shopee, Lazada, nó cũng hoàn toàn yên tâm như kiểu là hàng mà chúng ta mua tại Thế Giới Di Động mà thôi, và chúng ta sẽ rẻ hơn được tầm 1 đến 2 triệu đồng. Thì số tiền đó chúng ta tiết kiệm hoặc là mua phụ kiện, mua những cái món đồ khác chúng ta gọi là dùng thì nó sẽ là lời và nó hợp lý hơn.
Câu hỏi đến từ bạn Đức Xuân, HTC U11 Pixel 2 LG V30 thì nên chọn con nào vậy anh? Chà chà, câu hỏi này cũng hay và cũng khó này. Thực ra ba con máy này, thì nó đều xem đều có những cái điểm mạnh riêng của nó, nhưng còn phải tùy vào nhu cầu nha. Thiên về chụp ảnh thì anh vẫn nghiêng về Pixel 2. Con này đúng thực sự là nó chụp vẫn rất bá, nó vẫn có đôi cái nét nhỉnh hơn so với con là U11 đó, và đặc biệt là V30. Nhưng mà khả năng quay video thì cũng nhiều khả năng nó sẽ không ăn được con V30 đâu. LG thì quay phim thì nó rất là tốt. Nhưng mà xét tổng quan lại thì nếu như cho cá nhân anh chọn thì anh sẽ chọn con Pixel 2, bởi vì flagship cũ trong phân khúc khoảng 3 triệu đồng thì chúng ta nên chọn chiếc máy nào mà có khả năng dùng mượt mà và nó nâng cấp càng lâu càng tốt, đúng không? Bạn là HLC KSSA, anh ơi tầm 6 triệu đồng thì nên mua máy nào của Samsung, yêu cầu là sang và mảnh. Hàng Samsung tầm trung mà để nói là sang trọng thì nó ít lắm, nó hiếm lắm, bởi vì nó đều thiết kế bằng vỏ nhựa hết, thì có thể thiết kế nhìn nó đẹp nhưng mà cầm vào thì cảm giác nó không sang trọng cho lắm. Còn nếu như buộc phải là chọn máy sang luôn, thành thế là trong tầm này thì mua Line New đi cho nó hợp lý. Line New tầm này thì có thể mua được như kiểu là con Galaxy A80, con này thì anh thấy đúng là nó cũng thiết kế sang, hoặc là cái con A71 thiết kế thì nó cũng tương đối đẹp và thời trang. A80 sẽ có thiết kế hai mặt kính cường lực rồi là khung kim loại. Còn con A71 thì cái màn hình gọi là Infinitio, kích thước siêu mỏng, rồi là mặt lưng vân kim cương thì nó cũng ổn. Nói chung hai chiếc máy này thì đáng để mà chúng ta mua cũ trong phân khúc này. Còn nếu như mà mua mới trong tầm 6 triệu đồng Samsung thì ít lắm, may ra có A31 và A51. Câu hỏi đến từ bản Tài Bùi, anh ơi có tầm 3 triệu đồng thì nên mua máy gì để mà chơi Free Fire thôi, mong anh tư vấn, chúc anh nhiều sức khỏe. 3 triệu đồng thì lấy luôn con Realme 5 đi, con này pin rất trâu, 5000 mAh này, là trang bị con 665, 3GB, 64GB bộ nhớ trong, thì tầm cấu hình như này thì chơi Free Fire rất ổn trong thời gian lâu dài. Câu hỏi đến từ bản Mì Tôm CFM, chào anh ơi cho hỏi là con Hello G90T và Kirin 810 con nào khỏe hơn, mong anh trả lời. Tức là con G90T trên Realme 6 hoặc là Redmi Note 8 Pro. Kirin 810 thì hiện tại Việt Nam thì đang bán con là Huawei Nova 7i. Anh đã có một cái video speed test hai con chip này rồi. Kirin 810 nó ăn nha. Con chip này nó mạnh lắm, nó mạnh hơn tầm 10 đến 15% so với con G90T ấy. Con chip phải nói rất bá. Tuy nhiên về tối ưu game thì lại không bằng G90T. G90T nó ra mắt được hơn 1 năm và nó đã có tối ưu phần mềm rất tốt rồi. Còn Kirin 810 tuy nó rất mạnh nhưng liên quân không bằng được FPS cao. Nói chung là nó gần giống với con là Dimensity 820, cấu trúc chip nó tương tự nhau nên là không bật được liên quân FPS cao. Có hỏi đến từ bản Hậu Nguyễn, anh ơi cho hỏi là trong tầm 7 triệu đồng hàng chính hãng thì máy nào ngon, chủ yếu là chiến game nhiều và học online, 2 tuần nữa em mua rồi nên cần anh tư vấn gấp, em cảm ơn. Theo anh thì hợp lý sẽ nên lấy con là Realme 6 Pro đi, con này nếu như khéo mua sẽ mua được trong tầm giá là hơn 7 triệu đồng một tí. Con này game thì cũng bết nhè chè đầu đen, với lại là 720G, 8128, màn hình 90Hz, sạc VOOC 4.0, pin 4300 cũng trâu, thiết kế hai mặt kính cường lực thì cũng đẹp, camera bằng ống kính 64 chấm có thêm ống kính zoom, chuyên biệt thì chụp ảnh cũng khá ngon, pin trâu sạc nhanh game tốt, hàng chính hãng và game nhờ học online thì nó đáp ứng được tốt luôn. Câu hỏi đến từ bản TN Channel, anh ơi có tầm khoảng 7 triệu đồng thì tư vấn mua smartphone có 5G, cấu hình cao, pin trâu, chủ yếu chơi game không quan trọng, camera chúc anh nhiều sức khỏe. Tầm này thì nếu như muốn có 5G thì thôi mua Redmi K30 5G đi, giá nó rẻ hơn rất nhiều và nó cũng đáp ứng được gọi là pin trâu rồi là game đồ linh tinh các thứ. Đó là trường hợp em mua được hàng sách tay. Còn nếu như hàng chính hãng thì nên chờ con Vsmart Aris 5G, thì cái phiên bản thấp của nó thì cũng có khả năng là bán trong tầm 7 triệu đồng. Câu hỏi đến từ bạn là EDMVN, anh ơi cho hỏi là trong tầm 3 triệu đồng thì con nào chiến game tốt, màn hình đẹp, pin trâu, còn mọi thứ thế nào cũng được, máy mới nha, mong anh trả lời nhanh vì em đang có dự định mua con Redmi 9, chúc anh thành công trong công việc. Nếu màn hình đẹp, pin trâu thì đúng thực sự nó đáp ứng được tốt đó, màn hình 6.53 inch, Full HD Plus, IPS LCD này, và sẽ có là pin là 5000 mAh, cổng Type-C. Nhưng game tốt thì nó ở mức trung bình, G80 thì nó không được cho là game quá tốt. Còn nếu như trong tầm giá này thì cũng sẽ có một con mà cũng gần tương đương là Vsmart Active 3 này, như anh đang có đây này. Thì màn hình nó cũng đẹp này, pin nó cũng trâu đấy. Tuy là 4000 nhưng anh thấy là nó sử dụng ổn. Và game thì nó cũng, anh đánh giá là có phần nhỉnh hơn là cái con G80 ấy, bởi vì P60 thì nó tối ưu tốt hơn. Câu hỏi đến từ bạn Dương Trần, anh hãy cho hỏi là trong tầm 12 triệu đồng thì máy nào ngon nhất cho nhu cầu sử dụng tổng hợp lâu dài. Cảm ơn anh, thì em lại không nói là mới chính hãng sách tay hay là hàng Line New, hàng cũ á, thì anh sẽ là tư vấn tất cả các phân khúc luôn. 12 triệu đồng gọi là mới, full box độc hộp, chính hãng sẽ là Poco F2 Pro này, trang bị con 865, có 5G, 6128, màn hình full tràn viền, cam port up là pin lớn, sạc nhanh ngon, tấm nền Super AMOLED, có vân tay nhúng thì xài ít nhất
là 3 đến 4 năm đều rất là vô tư. Còn với phân khúc gọi là hàng cũ á, thì anh sẽ là vote cho con iPhone 11. Con này thì anh rất thích luôn. Phải nói là đến từ Apple, là cập nhật cực kỳ lâu dài, pin rất trâu, camera quay phim chụp hình rất ngon, rồi là hiệu năng vô cùng bá đảo, dùng rất lâu dài, dễ thay thế sửa chữa và nó không bị rớt giá sau nhiều năm mà chúng ta dùng. Còn tính về thể loại gaming phone thì tầm này thì tốt nhất sẽ là ROG Phone 2 hoặc là Black Shark 3, đều trang bị cấu hình và các thứ đều rất ngon. Nói chung là tùy em thích cái loại nào thì em sẽ chọn máy đó mà thôi. Thì trên đây là tổng hợp những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích, hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký đam mê công nghệ để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.